Hello, chào quán chị em ha. Thì sáng nay em chuẩn bị lên xe con máy này để giao cho em Kha ở Tháp 10. Đấy. Thì trước khi lên xe thì em test lại cho quán chị em tham khảo luôn ha. Em test cục sạc C10000, sạc cho pin T50 ha. Sạc T50 này nó cũng tầm 40 mấy ampere mấy em. Đấy. Rất là êm quá anh em. Thì bộ phát điện thì được em Kha mình chốt mình ngày hôm qua. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành lên xe để giao cho em mình luôn. Lên con ơi, mưa tới rồi, lên luôn đi. Thì tất cả bộ phát điện mình giao cho bác gia là mình đã thay nhớt xong hết rồi. Nhớt nhau mình thay nhớt mới xong hết rồi ha. Nhớt thì mình xài loại nhớt tốt. Thì tùy theo cô bác chị em mà nhận định là cái loại nào tốt là xài thôi, chứ mình không có nói riêng là một cái hãng nhất nào. Đấy. Đấy. Rất là êm. Của mình cũng chưa có giao về nữa, tại vì em mình nó đi xịt xong 12 giờ 1 giờ mới về lên sẵn, trời đang chuyển mưa quá. Đấy. Đó là em quá vậy em ha. Kết nước này là kết nước zin của 4T luôn nha. Đường kính bề ngang nó lớn nha các anh em. Đấy, chứ không phải là kết nước nhỏ. Êm lắm. Đấy. Con gàng luôn đi con. Con gàng con cộng trên đây với con cộng ở sau là ok. Gàng luôn đi Kiệt ơi. Lộc ơi. Lộc à. Vé xe bán tải vô đi coi, mưa tới rồi. Có rồi con. Con con lòn đây nè con. Bộ lửa con lòn với dạ que đó, hai cộng là xong. Đấy. Thì mua bán các bác chị em cũng nhờ bà con cô bác tin dùng để mà ủng hộ mình, cho nên là mình là đem hết những cái gì mà tốt đẹp nhất cho bà con cô bác chị em. Đấy cũng là bà con bác cho em xài lâu xài bền ha. Cái khâu bảo hành bên em rất là rõ nét rồi các anh chị em. Mình bảo hành cho bà con người ta là
đâu đó rõ ràng, chứ không phải kiểu như là mình đổi thừa này kia nọ ha, bác cho em ha. Đấy, rồi vấn đề là bà con xài là mình phải muốn cho bà con xài thiệt nhiều, chạy thiệt nhiều, chứ không phải như là mình nói tại chạy nhiều quá, không phải các bác cho em ha. Đấy, máy là phải chạy thôi, bà con chạy càng nhiều thì bà con mau thu hồi vốn, thì bà con sẽ mua được con máy khác nữa để mình bán được thêm nữa quá chị em. Cho nên là nước sơn bay không? Cho nó sơn nhà vậy đó. Rồi em cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha, quá chị em có nhu cầu sử dụng thêm hộ giùm em.